Chiều nay con về thăm lại thuở xa xưa, tìm trong ký ức tháng ngày con ấu thơ. Bên cha yêu thương năm lên chín lên mười, lời cha còn đó mà giờ cha đâu còn nữa. Ngày gió rông về heo hắt cánh chim non, sầu sương muốn hướng cha rời xa thế nhân. Bao nhiêu yêu thương con giữ lại bên đời, nghẹn lau dòng nước mắt tiễn bước cha về xa. Cha ơi, cha như biển trời giang dòng bao la, chiều nay về đây với bao kỷ niệm đầy. Giờ cha ở đâu có nghe lời con cầu, con ước mong rằng giờ được bên cha cho con ấm lòng tình cha. Lời cha năm nào con khắc nhớ không quên, dù đi trăm hương phiêu bạt nơi gió sương, tâm con mang theo tô sắc thấm hương đời. Đừng gieo lừa dối ngày sau buồn ma. Xin kính mời tham gia chiến quỹ tập trung về phía trước lên cổ, ổn định tổ chức và giữ trật tự. Kính thưa phong linh đồng chí đại tá Nguyễn Anh Tuấn, kính thưa gia quý đồng chí đại tá Nguyễn Anh Tuấn, kính thưa các đồng chí đại tá Nguyễn Anh Tuấn, người cán bộ công an cách mạng, là người chồng, người cha, người ông mẫu mực thân yêu của gia đình, người đồng chí, đồng đội, người thầy, người anh thân thương của chúng ta sau một thời gian lâm trọng bệnh. Mặc dù đã được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của gia đình, đồng chí, đồng đội, học trò thường xuyên thăm hỏi, động viên, nhưng do trọng bệnh, đồng chí đại tá Nguyễn Anh Tuấn đã vĩnh biệt chúng ta vào lúc 0 giờ 22 phút ngày 29 tháng 8 năm 2020, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Canh Tý, hưởng thọ 68 tuổi. Hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2020, tức ngày 12 tháng 7 năm Canh Tý, Đảng ủy, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học An ninh Nhân dân, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí đại tá Nguyễn Anh Tuấn về nơi an nghỉ cuối cùng. Thành phần ban tổ chức lễ tang gồm có: 1. Đồng chí thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an, trưởng ban. 2. Đồng chí Trần Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, trưởng Công an quận 2, phó ban. 3. Đồng chí Lê Ngọc Dũng, quận ủy viên, bí thư đảng ủy phường Thảo Điền, quận 2, phó ban. 4. Đồng chí đại tá Nguyễn Trần Hiếu, phó bí thư đảng ủy, phó hiệu trưởng trường đại học An ninh Nhân dân, thành viên. Cùng các đồng chí đại diện các cơ quan, phòng ban, phường Thảo Điền, quận 2, đại diện và đại diện gia đình đồng chí đại tá Nguyễn Anh Tuấn. Đến dự lễ truy điệu có đồng chí thiếu tướng Phan Xuân Tuy, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng trường đại học An ninh Nhân dân,
Đồng chí Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Trung Dư, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân. Đồng chí Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đoài, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân. Cùng cán bộ, giảng viên, học viên Trường Đại học An ninh Nhân dân, gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội, thân bằng quý phụ đến dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí đại tá Nguyễn Thanh Tuấn về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an, trưởng ban tổ chức lễ tang lên đọc lời điếu. Kính thưa anh linh đồng chí đại tá Nguyễn Anh Tuấn, kính thưa gia đình đồng chí đại tá Nguyễn Anh Tuấn, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, các đồng chí nguyên lãnh đạo Trường Đại học An ninh Nhân dân, thưa toàn thể các đồng chí và các bạn, hôm nay trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta cùng có mặt tại đây để tiễn biệt đồng chí đại tá Nguyễn Anh Tuấn về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí đại tá Nguyễn Anh Tuấn, người cán bộ cách mạng, là người chồng, người cha, người ông mẫu mực thân yêu của gia đình, người đồng chí, đồng đội, người anh, người em, người bạn thân hơn của chúng ta không còn nữa. Sau một thời gian mắc trầm bệnh, mặc dù được sự quan tâm chăm sóc chú đáo của gia đình và cơ quan, được tập thể giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế tận tình cứu chữa, được bạn bè, đồng chí, đồng đội, học trò thường xuyên động viên, thăm hỏi, nhưng do bệnh hiểm nghèo, đồng chí đại tá Nguyễn Anh Tuấn đã tiễn biệt chúng ta vào lúc 0 giờ 22 phút ngày 29 tháng 8 năm 2020, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Canh Tý, tuổi thọ 68 tuổi. Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Đảng ủy lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an cùng gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí đại tá Nguyễn Anh Tuấn về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa gia quyến đồng chí đại tá Nguyễn Anh Tuấn, thưa các đồng chí, thưa các bạn, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 11 tháng 7 năm 1953 tại xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, trong một gia đình có truyền thống cách mạng yêu nước. Tháng 6 năm 1963, khi mới 10 tuổi, đồng chí đã tham gia cách mạng, làm công tác binh tại Trung ương Cục miền Nam. Tháng 11 năm 1965, đồng chí được cử ra miền Bắc học tập. Đến tháng 10 năm 1974, đồng chí trở thành học viên khóa 6 của trường Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Tháng 10 năm 1979, sau khi tốt nghiệp trường dân, sau đó là trường Cao đẳng An ninh Nhân dân, phân hiệu Đại học An ninh Nhân dân và nay là trường Đại học An ninh Nhân dân. Ngày 19 tháng 2 năm 1982, đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình công tác tại trường Đại học An ninh Nhân dân, đồng chí đã đảm nhận nhiều chức vụ lãnh đạo chỉ huy quan trọng, từ phó trưởng khoa, phó trưởng phòng, phó phân hiệu trưởng, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy đến phó bí thư Đảng ủy, phó hiệu trưởng. Với hơn 25 năm công tác tại trường Đại học An ninh Nhân dân, đồng chí luôn là một người lãnh đạo công tâm, gương mẫu, một người thầy tâm huyết, yêu nghề, một người đồng chí trang hòa, tình nghĩa. Đồng chí đã không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo của ngành, sự phát triển chung của nhà trường, những bài giảng của đồng chí đã chắc chắn cho bao thế hệ học viên nhà trường trở thành những cán bộ công an sáng về đạo đức, giỏi về chuyên môn. Tháng 6 năm 2004, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được Bộ Công an điều động về nhận công tác giữ chức Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, nay là Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, cho đến thời điểm nghỉ hưu.
suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình trên bất cứ lĩnh vực nào, cương vị công tác nào, dù là cán bộ hay giữ chức vụ lãnh đạo, đồng chí luôn thể hiện lập trường chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có lối sống trong sạch, giản dị, tận tụy với công việc, luôn cống hiến hết mình cho sự phát triển của đơn vị và của ngành công an. Để ghi nhận những cống hiến, công lao và thành tích của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Đảng, nhà nước và ngành công an đã tặng thưởng cho đồng chí nhiều danh hiệu cao quý, huân chương chiến công hạng nhất, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba, huy chương vì an ninh tổ quốc, huy chương vì sự nghiệp giáo dục, huy hiệu 35 tuổi Đảng, nhà giáo ưu tú, cùng với nhiều huy chương, kỷ niệm chương và bằng khen các cấp. Đồng chí đại tá Nguyễn Anh Tuấn mất đi, ngành công an mất đi một cán bộ an ninh dày dặn kinh nghiệm, Đảng mất đi một đảng viên trung kiên, đồng đội, đồng chí và học trò mất đi một người thầy, nhà giáo nhân nghĩa, chí tình, bố mẹ mất đi người con hiếu thảo, các em mất đi một người anh nghĩa tình, bao dung và mất đi một người chồng thủy chung, các con mất đi một người cha thương yêu. Đồng chí ra đi biết bao kinh nghiệm quý giá trong công tác, cuộc sống, biết bao lời hay chỉ định để truyền lại cho các thế hệ sau giờ đã không còn nữa. Trong đời thường, đồng chí là người chồng tình nghĩa với đồng chí, đồng đội, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người, được mọi người tin yêu, quý mến. Đồng chí là tấm gương sáng để đồng đội, bạn bè, học trò noi theo. Trong gia đình, đồng chí là người con, người anh hiếu lễ, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái, là người chồng, người cha đáng kính, hết tuổi yêu thương của con. Những năm tháng vất vả đã qua đi, cuộc sống đã ổn định, các con hiếu nghĩa, trưởng thành, thì cũng là lúc bệnh hiểm nghèo đã lấy đi sức khỏe và cuộc sống của đồng chí. Sự ra đi của anh là một mất mát, là mất mát to lớn không thể bù đắp được với bố mẹ, vợ con, anh em trong gia đình, với đồng chí đồng đội. Để lại bố mẹ già, tuổi cao, sức yếu, mòn mỏi nhớ con, để lại người vợ với sự tấm lòng thủy chung sâu sắc, để lại người con vẫn cần phải nương tựa, cần sự trở che của cha và vẫn chưa được đền đáp công dưỡng dục. Để lại anh em với nhớ nỗi nhớ thương không nguôi, chúng tôi thấu hiểu và xin chia sẻ nỗi đau thương mất mát lớn lao này của gia đình anh. Anh tôi thương lắm. Chúng tôi còn mong anh ra đi thân thản, vì xung quanh gia đình anh vẫn còn những người thân thiết đồng đội, bác con thân bằng kiếm phục, lý chung, nghĩa tình. Vẫn biết rằng sinh tử là lẽ thường tình, là quy luật của tạo hóa, trong mỗi chúng ta cũng không thể nào tìm được với bồi hồi, xúc động, đau đớn, thương tiếc vô vàn. Thì bởi thế thôi, anh vẫn còn nói với chúng tôi, vẫn còn cùng đồng hành với chúng tôi, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với chúng ta. Thế mà giờ đây, anh đã mãi rời xa. Trong giây phút tiễn biệt đau thương này, với niềm tiếc thương vô hạn, ban tổ chức lễ tang và toàn thể cán bộ cục công tác Đảng, công tác chính trị, toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên trường Đại học Công an Nhân dân, xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia quyến, bạn bè của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, và tin tưởng rằng gia đình đủ tinh thần, nghị lực để vượt qua mất mát, đau thương, thực hiện trọn vẹn những ước mong mà đồng chí Nguyễn Anh Tuấn chưa kịp thực hiện trước lúc ra đi. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, bạn bè, thân hữu gần xa đã gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa đến viếng, đến cung điếu, như lễ ký điệu và tiễn đưa đồng chí đại tá Nguyễn Anh Tuấn về nơi an nghỉ cuối cùng.
thẩm định anh đồng chí đại tá xin các đồng chí cùng thân bằng tiếp tục hãy dành một phút mặt niệm để tiễn đưa đồng chí đại tá Nguyễn Anh Tuấn về với cõi vĩnh hằng. Phút mặt niệm bắt đầu. Công tôn tiên phái chúc đặc biệt ba đã làm tất cả vì sự nghiệp giáo dục
ngành công an vì sự phát triển bền vững và danh tiếng của mái trường an ninh trung ương vùng miền Nam, trường Đại học An ninh Nhân dân Anh hùng. Sau người bệnh hiểm nghèo, ba đã ra đi để lại trách nhiệm gia đình cho má. Má phải thay ba dạy dỗ con, các cháu, đặc biệt phải lo cho ông nội, bà nội, bà ngoại đã già yếu. Nhưng xin má hãy vững tâm, vì bên cạnh má còn có chúng con, còn có các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các cô chú, và đặc biệt là trường Đại học An ninh Nhân dân luôn bên cạnh và giúp đỡ gia đình mình. Một lần nữa, thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan trực thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố và các trường Công an Nhân dân, Đảng ủy, ban lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an, Đảng ủy, ban giám hiệu và toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên, học viên của trường Đại học An ninh Nhân dân, Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thảo Điền quận 2, Hội cựu học sinh D6C500, đây là Học viện An ninh Nhân dân, Hội cựu học sinh trường Trung ương Cục Miền Nam mang tên trường Nguyễn Văn Trỗi. Gia đình đặc biệt chân thành cảm ơn bác Phan Đức Dư, bác Nguyễn Minh Dũng là những người lãnh đạo trực tiếp của ba, là những người luôn quan tâm đặc biệt đến gia đình. Gia đình rất biết ơn và chân thành cảm tạ ban tổ chức lễ tang, tập thể lãnh đạo đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 30 tháng 4. Xin cảm ơn ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên nhà tang lễ thành phố và xin đặc biệt cảm ơn đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên của trường Đại học An ninh Nhân dân, cán bộ, lãnh đạo Cục Công tác Đảng, Công tác Chính trị Bộ Công an đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chúng tôi trong những ngày qua. Trong quá trình tổ chức tang lễ, nếu có điều gì sơ xuất, xin nhận được sự lượng thứ và xin chân thành cảm tạ. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân đến đây kết thúc. Xin kính mời các đồng chí trong ban tổ chức lễ tang, quý đại biểu, các đồng chí, đồng đội và gia đình lên thắp nén nhang viếng sĩ biệt đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Tuấn lần cuối. Bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sáng giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đổi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sao. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mắt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tâm.
tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muôn phiền, chuyện thế sự nơi chân ai. Trần vương mang khổ đau phần người, nặng gánh trầm luân giữa dòng gian truân. Vui buồn khóc cười đời ta, đào điên thế sự xoay vần, bao lọc lựa toàn tính thiệt hơn. Đời là phụ du chớ gieo hận thù, dù trước dù sau cũng vào thiên thu. Vô thường cõi tạm người ơi nào. Thank you.
tự sinh. Hoàng hôn giờ phủ bình minh, xa lìa thật rồi dáng hình thân thương. Hiện thân tứ đại vô thương, sát na biến dịch đôi đường biệt ly. Ai về trần gian u sầu, phân kỳ trời đổ mưa mông. Lần chia tay cuối ai sâu hơn ai, phân kỳ trời đổ mưa mông. Lần chia tay cuối ai sâu hơn ai.
Kim, Trương, Thắng. Nam mô A Di Đà Phật.
Trong tay được gì, bạc vàng lời danh có đây rồi lại mất. Ngày còn bên nhau xin đừng gian dối nhau. Đời người bôn ba sinh tử ai từng qua, nhắm mắt xuôi tay cát bụi tả lại về. Nợ đời trả vay khách cho cuộc đời đây. Đời là phù du xin đừng gieo hằn sau. Đời thoáng qua như gió thoáng mây bay, gặp nhau đây rồi xa nhau một ngày. Bước thời gian vô tình trôi quá vội, xin đừng trao nhau lời đắng bờ môi. Đời bể dâu đừng thêm khó cho nhau, tình tan mau như nước trôi qua cầu. Nếm thương đau thấu hiểu ai khổ đau, ôi cuộc đời nào ai biết ngày sau. Rồi một ngày ta bơ ngỡ nhìn lại ta, tuổi xuân tàn mau tóc
xanh nay bạc màu. Hồi tiếc bao điều thời gian đâu chờ ai, hoang chốc trăm năm ôi buồn một kiếp người. Gặp nhau đây rồi xa nhau một ngày, bước thời gian vô tình. Con xin thay mặt gia đình Nguyễn Anh Tuấn gửi lời cảm tạ đến toàn thể quý bà con, cô bác, đồng nghiệp, bố đã đến rồi xa nhau một ngày, bước thời gian vô tình trôi quá vội. Xin đừng trao nhau lời đắng bờ môi. Đời bể dâu đừng thêm khó cho nhau. Tình tan mau như nước trôi qua cầu. Nếm thương đau thấu hiểu ai khổ đau. Ôi cuộc đời nào ai biết ngày sau. Rồi một ngày ta bơ ngỡ nhìn lại ta. Tuổi xuân tan mau tóc xanh nay bạc màu. Hồi tiếc bao điều thời gian đâu chờ ai, hoang chốc trăm năm ôi buồn một kiếp người. Hồi tiếc bao điều thời gian đâu chờ ai, hoang chốc trăm năm ôi buồn một kiếp người.